Chào mừng mọi người đã quay lại với channel của mình, và mình là Phú. Và hôm nay chúng ta sẽ nói về một chủ đề, đó là 3D artist là gì. Bình thường nếu mà mình ra đường mọi người hỏi mình làm gì thì mình sẽ nói mình là một 3D artist. Thì mọi người sẽ kiểu là ồ, 3D artist hả? Vậy có làm in ấn không? Có thiết kế logo không? Có làm banner quảng cáo không? Có làm thiết kế web không? Bla bla bla. Nghe xong rồi mình kiểu mình làm phim. Thật ra cũng chả biết giải thích với họ sao, thì cứ ngắn gọn như vậy thì mọi người cũng chả biết nó là cái gì. Họ chỉ kiểu là ô làm phim mà sướng thế. Mà thật ra làm phim chỉ là một cái nhánh nhỏ của cái ngành này thôi. Thì những người làm trong ngành thì có thể họ làm về quảng cáo nè, họ render ra những cái thước phim close up về sản phẩm để có thể đưa lên quảng cáo cho mọi người xem, hoặc là họ có thể làm trong ngành game nè, tạo ra những cái game cho bạn chơi, những cái asset trong game, hoặc là tạo ra những cái cinematic trong game, hoặc là họ có thể làm phim giống như mình, phim điện ảnh hoặc là phim hoạt hình gì đó. Tóm gọn lại, 3D artist là những artist làm về 3D, 3D. Và sẽ có 4 công việc chính trong 5 công việc lận. Nhầm xíu. Và công việc đầu tiên đó sẽ là modeling. Thì bạn sẽ giống như là một cái đấng tạo hóa vậy. Bạn sẽ tạo ra đồ vật nè, nhân vật nè, và tạo ra một cái thế giới 3D. Nói nôm na là bạn sẽ một cái người nặng tượng đúng không? Mà sẽ nặng tượng sao cho nó đẹp, sao cho nó đúng mọi thứ, mà bạn sẽ sơn phủ làm cho nó hoàn thiện. Công việc tiếp theo là animation. Bạn sẽ giống như là một người phù thủy vậy. Bạn sẽ làm cho nó chuyển động, biểu cảm, biểu đạt cảm xúc gì như là một cái nhân vật ở ngoài đời. Và cái tiếp là một công việc siêu ngầu và siêu mệt luôn, đó là effect. Bạn sẽ là người làm về những thứ như là nước, lửa, khói, va chạm, đổ bể, đồ bla bla bla. Ví dụ như là bức tượng của bạn nó rớt xuống nước thì nước nó sẽ văng tung tóe như thế nào, nhìn cho nó ngầu, nó đẹp. Giải thích vậy chắc đủ rồi ha. Tiếp theo, next, lighting. Yay. Bạn sẽ đặt đèn sao cho nó đẹp, giúp người xem ấn tượng. Quá đơn giản phải không? Nhìn không dễ đâu nha. Cuối cùng là bạn sẽ tổng hợp lại tất cả những gì đã làm trước đó, giống như là tượng, ánh sáng nè, chuyển hoạt, chuyển động gì đó, gom hết lại, bỏ vô máy tính, chỉnh và tạo ra một cái phim cho mọi người xem. Đó là rendering. Nghe thì có vẻ là nhiều việc quá đúng không? Nhưng mà thật ra là nhiều thiệt đó. Thì không có ai mà có thể làm hết được mọi thứ. Ai giỏi gì thì làm về cái đó thôi. Còn nếu mà bạn là siêu nhân thì bạn làm hết luôn. Còn nếu mà không phải siêu nhân thì các bạn sẽ làm gì khi bước vào ngành này? Thì hãy comment phía dưới để chia sẻ với mình và mọi người về suy nghĩ của bạn nha. Nhớ share video này cho bạn bè của bạn nếu bạn thấy nó hay và bổ ích. Và subscribe channel của mình để xem những video tiếp theo nha. Bye.